Thúy Nga hân hạnh giới thiệu cùng bạn đọc truyện ngắn kinh dị dựa trên chuyện có thật của nhà văn Nguyễn Ngọc Ngạn với nhan đề Đêm trong căn nhà hoang. Qua sự diễn đọc của tác giả và kịch sĩ Hồng Đào, kỹ thuật thâu âm do Lê Xuân Trường phụ trách. Thưa bạn đọc, trên chuyến phà cuối năm từ Đức sang Thụy Điển, tôi tình cờ gặp một đồng hương, bác sĩ Vũ Xuân Lộc. Mùa đông Bắc Âu ngày rất ngắn, mới khoảng 3 giờ chiều mà cảnh vật đã sám ngắt, nhất là bên ngoài trời mưa phùn mãi không tạnh. Để đỡ sốt ruột chờ tàu cập bến, bác sĩ Lộc kể cho tôi nghe một câu chuyện dị thường. Dù chuyện diễn ra đã khá lâu, mà lúc thuật lại, ông vẫn không giấu được nét xúc động. Bởi đây là chuyện của chính ông, chuyện thật của người trong cuộc, là một kỷ niệm sâu đậm mà ông không bỏ sót một chi tiết nhỏ nào. Tôi xin phép ông để được tường trình lại cùng bạn đọc, hy vọng không làm mất đi sự lôi cuốn qua những diễn tiến mà ông tỉ mỉ nói riêng với tôi chiều hôm đó. Được sự đồng ý của bác sĩ Lộc, tôi tạm đặt tựa đề là Đêm trong căn nhà hoang, cho sát với nội dung câu chuyện. Bây giờ mời bạn đọc cùng tôi đi sâu vào thế giới âm u của một đêm không trăng sao, ngủ một tối trong căn nhà đã lâu không có người dám ở. Ngay từ thuở mới lớn, khi còn ngồi ghế trung học, Lộc đã tỏ ra cứng cỏi, không tin có ma quỷ. Sau này tốt nghiệp y khoa, chàng lại càng mạnh dạn hơn, giải thích mọi sự việc đều chỉ bằng cặp mắt khoa học. Đối với Lộc, những chuyện ma mà lâu lâu chẳng nghe kể, thật ra chỉ là do ảo giác hoặc do óc tưởng tượng của người ta thêu dệt. Ai nói gì thì nói, Lộc thường chỉ lắc đầu cười. Cho nên đừng có ai dại mà đem ma ra nhát Lộc. Ba mẹ Lộc thì lại khác. Gia đình vốn theo đạo Thiên Chúa, ít tin dị đoan. Ấy thế mà có lần mẹ Lộc bảo: "Có chứ con, có ma chứ. Chính Thánh Kinh cũng chép lại câu chuyện người ta đem đến cho Chúa một người bị quỷ ám để nhờ Chúa chữa. Con quên rồi hay sao? Bên đạo mình gọi là quỷ ám, dân gian thì quen gọi là ma nhập. Cả đời mẹ chưa bao giờ gặp ma, nhưng mà mẹ vẫn tin là nó có ma. Chỉ có điều là không phải ai cũng thấy ma, phải có thần giao cách cảm. Ma lựa người mà hiện hình. Có người mong gặp ma mà suốt đời chả bao giờ gặp." Lộc nửa đùa nửa thật đáp: "Vâng, con đây chứ ai. Chính con có lúc muốn gặp ma xem nó ra làm sao mà đợi mãi chả thấy." Bà mẹ dè dặt khuyên: "Đừng có nói thế. Con người có linh hồn và thể xác. Vũ trụ có cõi âm và cõi dương. Mẹ biết là con tin vào khoa học, nhưng thiếu gì việc không thể dùng khoa học mà cắt nghĩa được." Lộc không muốn tranh luận với mẹ nên chỉ ậm ừ cho qua. Bà cụ lại thêm: "Có điều là ma quỷ dù có hiện về cũng chỉ làm cho người ta sợ, chứ không có giết được người ta." Bằng đi một thời gian rất lâu, Lộc lớn dần và ra trường. Chuyện ma quỷ chưa bao giờ làm bận tâm Lộc, dù chỉ trong khoảnh khắc. Cho đến hôm nay, chàng từ Sài Gòn đáp xe đò về miền Tây, nhận nhiệm sở mới ở Bệnh viện Dân sự tỉnh. Lần đầu tiên chàng mới phải đương đầu với cái cảm giác rờn rợn xâm chiếm tâm hồn, cái không khí kinh dị vây bùa bản thân, bắt chàng dù muốn dù không cũng phải đặt lại vấn đề. Chiều hôm ấy, xuống đến thị xã,
Việc đầu tiên là Lộc phải thuê một căn nhà, vừa để ở, vừa để mai này có thể mở phòng mạch tư, khám bệnh thêm ngoài giờ hành chánh dành cho nhà thương. May quá, lúc ngồi trên xe đỏ, có người mách cho Lộc một căn nhà gạch cũ khang trang, mái ngói đã phủ rêu xanh, tọa lạc ngay ngắn dưới tàn cây me cổ thụ. Nhà đẹp lại mát mẻ, nằm gần khu dân cư khá giả, có sân trước vườn sau khoáng đạt, quanh năm dập mát. Lộc mừng lắm, xách vali dọn vào. Chủ nhân nhận tiền, mở khóa cho chàng, rồi vội vã bỏ đi như chạy trốn. Lộc không vào nhà vội. Trời chiều thoảng gió, mặt trời đã lặn hẳn sau dãy nhà bên kia đường. Chàng đứng chống nạnh trên hè, gật gù quan sát cảnh vật chung quanh. Bên cạnh chàng, sát chân cây cột gỗ là chậu mai chiếu thủy cao bằng đầu người, nhưng đã chết khô vì lâu ngày không ai chăm sóc. Mảnh sân rộng trước mặt, cỏ mọc bừa bãi, lan ra cả lối đi lát gạch đỏ và che khuất hết hàng rào, lưới mắt cáo. Lộc tặc lưỡi và tự nhủ: chẳng sao, chỉ cần một buổi dọn dẹp là sẽ trở thành căn nhà lý tưởng. Mà kể cũng lạ, nhà đẹp như thế này mà lại bỏ trống để chờ chàng xuống mướn. Âu cũng là duyên may, Lộc tự nhủ và gật gù mỉm cười đắc ý. Nhưng bỗng Lộc giật mình thấy hàng xóm tứ phía đều thập thò nhìn chàng bằng cặp mắt hết sức hiếu kỳ. Bên kia con đường đất rộng, mấy cái đầu già trẻ vừa từ trong cửa sổ thò ra, chố mắt đăm đăm nhìn Lộc. Bên tay phải, căn nhà lợp tôn cách chưa đầy 100 mét, một bà cụ đang quét sân cũng vội ngừng tay chổi lấm lét ngó Lộc. Bên trái cũng thế, một cô gái đang giặt quần áo ngẩng lên trông sang, quên cả công việc để nước xà phòng trào đầy ra ngoài chậu. Ánh mắt ai cũng toát ra cái vẻ ngạc nhiên và sợ sệt, như rình rập một kẻ xa lạ vừa lạc bước vào thế giới biệt lập của họ. Lộc bâng khuâng bước hẳn vào trong để tránh sự soi mói của thiên hạ. Chàng đứng giữa phòng khách, hài lòng vì đồ đạc tương đối đầy đủ, đúng như chủ nhà cho biết. Tất cả đều bị phủ một lớp bụi dày, mạng nhện răng khắp nơi, chứng tỏ đã lâu lắm không có người ở. Bộ salon nặng chình chịch bằng loại gỗ quý màu nâu đậm kê sát vách. Đối diện là cái sập cụ rộng rãi, có cái gối mây đặt ở một góc. Rồi đến cái tủ đứng cầm lai, trên nóc để bát nhang lạnh ngắt, mấy cọng que màu đỏ cắm trong cái bát đựng đầy cát, cháy tàn, chỉ còn thừa ra một khoảng vài đốt cỡ ngón tay. Trong cùng gần khung cửa ăn thông và buồng ngủ, Lộc thấy cái dương gỗ màu đen rộng ngang, dài hơn một thước, có nẹp sắt han gì viền quanh, và cái khóa to bằng nắm tay móc hờ vào ổ nhưng chưa khóa. Cái dương loại hải tặc ấy vừa có thể dùng làm ghế ngồi, hoặc có thể dùng làm kệ để những thứ lặt vặt lên trên. Nay mai khi mở phòng mạch, Lộc sẽ cho dẹp hết đồ đạc, chỉ kê mấy cái ghế cho bệnh nhân ngồi đợi và các dụng cụ y khoa mà thôi. Lộc đặt vali nhìn quanh tìm cái chổi lông gà hoặc thứ gì có thể phủi bụi được. Tình cờ quay ra, chàng giật mình vì thấy ngoài đường trẻ con, người lớn vẫn thấp thoáng đi qua đi lại cả chục người, ai cũng chăm chú nhìn vào bằng ánh mắt nghi ngại. Người ta sầm sì bàn tán, chỉ trỏ. Có người chỉ lướt nhanh qua rồi ngoái đầu lại, nhưng cũng có người đứng hẳn lại, tròn mắt trông vào, làm Lộc vừa ngạc nhiên vừa bực bội. Cái đám dân tỉnh lẻ này sao lại bất lịch sự như vậy? Chẳng lẽ họ chưa thấy người Sài Gòn bao giờ hay sao? Lộc lờ đi, quay vô dọn dẹp. Chỉ nay mai họ sẽ biết chàng là ai. Tuy nghĩ thế, nhưng bất chợt lâu lâu liếc ra, Lộc vẫn thấy người ta cứ thay phiên nhau kéo đến để tiếp tục theo dõi chàng. Nhịn không được, chàng bước hẳn ra thềm, đứng chống nạnh, hầm hầm nhìn thẳng vào mặt họ như thách thức. Quả nhiên họ ngượng ngùng lảng ra xa. Nhưng rõ ràng họ không về nhà, họ chỉ tản mát một chút rồi túm tụm ở mỗi gốc cây, vừa nói chuyện sầm sì, vừa nhớn nhác đưa mắt nhìn vào căn nhà của Lộc. Bà cụ hàng xóm tay cầm cái chổi dài,
Mòn men tiến lại góc sân tiếp giáp phía nhà Lộc và dè dặt hỏi: Cậu mướn nhà đó hả cậu? Lộc mạnh dạn gật đầu: Vâng, có gì không bác? Bà cụ vội lắc đầu: Đâu có gì, tôi hỏi cho biết vậy mà. Lộc toan quay vào thì bà lại hỏi: Mà cậu là người Sài Gòn hả cậu? Chứ ai chỉ cậu mướn căn nhà này vậy? Lộc bước lại gần và đáp: Dạ vâng, cháu vừa ở Sài Gòn xuống. Dạ tình cờ thì cháu gặp bà chủ nhà này ở trên xe đò. Bà hàng xóm ngắt lời: Chủ nhà có tiệm vải ngoài chợ, tiệm vải Kiến An đó. Cậu gặp bà trên xe đò hả? Mướn nhiêu vậy? Mắc không? Lộc tò mò hỏi lại: Cháu xin lỗi bác, nhưng tại sao bác lại cứ hỏi cháu về căn nhà này kỹ vậy? Bộ nhà này không ở được hay sao? Chắc là mái dột nước hay là... Bà cụ vội xua tay lắc đầu nhắc lại: Đâu có, hỏi cho biết vậy mà, bị cậu là người lối xóm. Bà bỏ dở câu nói và rút lui ngay vào nhà. Trời đã bắt đầu nhá nhem tối, người hiếu kỳ vẫn đứng thập thò ngoài lề đường. Lộc bực lắm, nhưng không biết làm gì để phản đối đám người tò mò ấy. Chàng thở dài rồi quay vào nhà và khép hờ cánh cửa gỗ lại. Đang vói tay tìm nút bật đèn thì một bóng đen kêu thét lên rồi lao vút từ nóc tủ xuống đầu Lộc. Chàng giật mình né sang một bên, tim muốn ngừng đập, nhưng định thần lại thì hóa ra chỉ là con mèo đen khá lớn của nhà ai vừa lẻn rất nhanh ra ngoài. Lộc đứng yên nhắm mắt lại, đặt bàn tay lên ngực và thở mạnh. Ngẫm nghĩ một chút, Lộc buột miệng than thành tiếng: Lạ nhỉ, từ lúc mình bước vào nhà đâu có thấy con mèo nào. Nó ở đâu, bất thình lình hiện ra là làm sao? Nói thế nhưng Lộc bình thản nhún vai mỉm cười rồi bỏ vào buồng trong. Đó là căn phòng ngủ gọn ghẽ, có chiếc giường nệm kê giữa nhà, nhưng lạ nhất là vẫn buông mùng. Cái mùng trắng toát khẽ bay phất phơ theo luồng gió nhẹ lùa qua khe cửa sổ. Chàng vén mùng lên, từng lớp bụi bay tung làm chàng quay mặt đi và hắt hơi mấy cái liền. Chàng cần dọn dẹp qua loa rồi ra chợ kiếm cái gì ăn tối. Sáng mai sẽ đến bệnh viện trình diện nhận việc. Chàng cầm cái gối phủi bụi trên giường rồi đi sâu xuống bếp. Trời mùa đông tối mau, từ cửa sổ trông ra mảnh vườn cây cối tùm đang bắt đầu ngả dần sang màu đen thẫm. Dưới gốc cây xoài cổ thụ sát đường mương, Lộc thấy có cái miễu nhỏ bằng gỗ, lá khô phủ gần ngập lên tới nóc. Chàng ngó quanh một lúc rồi quay lên nhà trên. Chàng đưa tay đẩy rộng cánh cửa chính để lấy thêm ánh sáng và bực mình thấy đám người hiếu kỳ vẫn còn tụ tập ngoài cổng nhìn vào. Nhưng chàng bỗng ngạc nhiên thấy một cô gái mặc đồ trắng rẽ đám người tò mò ấy xăm xăm từ ngoài đường bước vào sân và tiến lên hẳn trên thềm. Cô mỉm cười gật đầu chào Lộc. Chàng ngơ ngác bước ra đón khách. Cô gái có làn da trắng muốt không son phấn, làm nổi bật mái tóc dài đen nhánh thả xuống qua vai. Chàng vẫn nghe nói ở tỉnh lẻ có những cô gái rất đẹp và hiếu khách. Đây là lần đầu tiên chàng được tiếp xúc trực tiếp. Cô gái thản nhiên nhập đề: Chào ông ạ, ông chắc mới ở Sài Gòn xuống. Lộc gật đầu đáp: Vâng, xin lỗi cô là ai ạ? Cô gái thân mật giải thích: Em ở ngay đây thôi, đi ngang ghé vào nói chuyện với ông, vì dù sao ông cũng từ xa đến mà. Ông đừng lấy làm lạ là tại sao người ta kéo nhau lại nhìn ông. Tại vì sợ ông hiểu lầm nên em phải thưa chuyện với ông. Không phải người ta nhìn ông đâu, ông đừng có lo. Người ta nhìn là nhìn cái căn nhà này đấy. Tại căn nhà này đã mấy năm rồi không ai dám mở. Bây giờ bỗng thấy ông dọn vào thì người ta tò mò đấy mà. Lộc ngắt lời: Tại sao lại không ai dám ở hả cô? À mà quên, xin lỗi cô tên là gì? Tôi là Lộc, bác sĩ Vũ Xuân Lộc, mới đổi về bệnh viện tỉnh, mời cô vào nhà chơi. Cô gái đứng yên, ngần ngại nhìn vô. Lộc dục 2-3 lần nữa, cô vẫn đứng tại chỗ và bảo Lộc: Cảm ơn bác sĩ, đứng ngoài này được rồi, em sợ lắm, không dám vào đâu. Lộc thấy hai bên hàng xóm
và người ngoài đường vẫn lấm lét nhìn mình, nên chàng cười để trấn an cô gái. Có tôi mà cô sợ gì, mời cô vào nhà. Đứng ngoài này bất tiện lắm, cô thấy đấy, bao nhiêu người đang theo dõi cô với tôi. Cô gái đành miễn cưỡng bước theo Lộc. Cô đưa mắt nhìn quanh phòng khách bằng ánh mắt sợ sệt rồi bảo: Bác sĩ thấy không, bụi bám đầy nhà. Nhà này bỏ hoang hơn 2 năm, đúng ra là 2 năm 8 tháng rồi. Giọng cô run run khiến Lộc lại phải cười cho bớt không khí căng thẳng. Lộc hỏi: Sao cô nhớ rõ vậy? À mà tôi vừa hỏi tên cô là gì? Chàng chỉ ghế salon và nói: Mời cô ngồi tạm đây. Cô gái dè dặt ngồi ghé xuống salon và đáp: Dạ, em là Tâm, Thanh Tâm. Thưa bác sĩ, ở đây ai cũng biết là căn nhà này bỏ trống đã hơn 2 năm, chứ không phải một mình em. Thì bác sĩ thấy đấy, bác sĩ dọn vào ai cũng ngạc nhiên. Lộc càng thắc mắc, chàng nhíu mày nhắc lại: Cô bảo không ai dám ở, tại sao vậy cô? Cô gái ngồi nghiêng, đầu hơi cúi xuống để suối tóc chảy dài một bên vai. Cô ngẩng lên nói nhỏ: Tại vì người ta đồn căn nhà này có ma. Lộc càng cười lớn rồi nói cứng: Tưởng gì chứ, ma thì tôi không sợ, tôi chỉ sợ người thôi. Cô gái nghiêm mặt hỏi: Chủ nhà không nói cho bác sĩ biết hay sao? Lộc nhún vai đáp: Không, bà ấy có nói gì đâu. Mà dù có nói tôi vẫn thuê như thường. Thứ nhất là theo tôi thì trên đời này không có ma. Thứ hai đó là dù có ma thì ma cũng chẳng đáng sợ. Ma sợ tôi chứ tôi không có sợ ma. Cô gái đứng dậy và nói: Nếu bác sĩ không sợ thì tốt, không sợ thì bác sĩ cứ ở. Em thì em chỉ nói trước cho bác sĩ biết vậy thôi. Thôi em về đây, tối rồi. Em đừng đột ghé thăm bác sĩ, vì sợ rằng bác sĩ sẽ thắc mắc tại sao thấy bác sĩ dọn vào căn nhà này mà hàng xóm thì cứ xúm lại nhìn. Lộc hài lòng đáp: Vâng, thế thì cảm ơn cô, tôi hiểu rồi. Từ nãy đến giờ tôi cứ tự hỏi mình có cái gì lạ lắm hay sao mà người ta phải theo dõi. Cô gái bước ra cửa và nhắc lại: Chào bác sĩ, em về nhé. Lộc tiễn khách và nói: Cảm ơn cô nhiều lắm, cô Thanh Tâm. Mai kia tôi dọn nhà xong thì mời cô lại chơi. Tôi mới về đây chả quen ai. Nếu mà được cô coi như là người quen thì hân hạnh cho tôi lắm. Cô gái bước xuống thềm và đáp nhỏ: Em mới là người hân hạnh chứ. Thôi, em về. Thỉnh thoảng em sẽ ghé gặp lại bác sĩ nhé. Lộc theo Thanh Tâm ra hẳn ngoài lộ. Đám người hiếu kỳ vội vàng tản mát hết. Lộc hoan hỉ đứng nhìn theo cô gái cho tới khi cái bóng trắng nhỏ dần và khuất hẳn sau một khúc rẽ, chàng mới quay vào. Chàng phủi bụi khắp lượt, lấy khăn lau bàn ghế và quét nền xi măng bóng láng. Cái tin chàng mướn lầm căn nhà ma không làm chàng bận tâm chút nào. Chàng chỉ nghĩ đến Thanh Tâm và thầm cảm ơn đời đã cho chàng cái may mắn bất ngờ ấy. Người đầu tiên chàng làm quen ở miền đất lạ này lại là một cô gái thật đẹp. Quét dọn xong, chàng ra sau nhà rửa tay. Ở góc vườn phía tay trái có một thân cây cổ thụ đã chết khô nhưng vẫn đứng sừng sững. Những nhánh cây quăng queo vươn tay đan chằng chịt vào nhau tạo thành những hình thù ma quái, làm Lộc chợt thấy rờn rợn không dám nhìn. Chàng lau tay vội vã rồi toan quay vào thì bỗng dưng cái cây khô khổng lồ ấy ngã ập xuống đường mương. Đè lên một hàng cây nhỏ phía dưới. Mặc dầu lúc ấy trời không có gió, Lộc lặng người đứng ngó một lúc rồi quay gót chui vào nhà, khép cửa cài then lại. Vẫn biết đó có thể chỉ là một sự tình cờ. Cái cây khô kia đã mục gốc từ lâu và đến lúc nó phải đổ. Nhưng Lộc vẫn hoang mang, linh cảm thấy căn nhà này kỳ bí lắm, nhất là từ khi cô hàng xóm Thanh Tâm tiết lộ cho Lộc biết đây là căn nhà ma. Chàng cố gắng xua đuổi mọi ý nghĩ đen tối trong đầu, khóa cửa, thả bộ ra phố ăn tối và mua sắm vài thứ lặt vặt, trong đó cái đèn pin là cần nhất,
bởi vườn sau không có điện, mà phòng tắm với cầu tiêu lại nằm ở tuốt mái sát đường mương, cách nhà bếp đến gần 100 thước. Lộc đi loanh quanh một vòng ngoài thị xã, lúc trở về đã quá 9 giờ tối. Con lộ nhỏ vắng lặng không có đèn đường, thấp thoáng lúc mờ lúc tỏ nhờ những ánh điện leo lét trong những căn nhà hai bên hát ra bị che lấp bởi từng lùm cây dày đặc. Lộc dọi đèn pin, bật đèn phòng khách. Hai ngọn đèn tròn đã đứt mất một bóng ở giữa trần, chỉ còn một ngọn gắn trên vách tỏa ánh sáng vàng úa xuống cái bàn gỗ kê sát tường. Lộc ngồi vào bàn, mở vali, đặt mấy cuốn sách y khoa bên cạnh, rồi lấy giấy bút viết vội lá thư để sáng mai gửi về thành phố, thông báo địa chỉ cho gia đình. Một cơn gió bất ngờ thổi ập đến, làm cánh cửa gỗ đang khép hờ mở bung ra. Lộc giật mình đứng dậy, khép cửa cài then, rồi trở lại bàn cặm cụi viết. Mới được vài hàng thì chàng bỗng cảm thấy như có một luồng hơi lạnh ở sau lưng dọi thẳng vào ót, rồi lan nhanh xuống xương sống, làm chàng rùng mình. Như một phản xạ tự nhiên, chàng buông cây bút, vòng cánh tay ra phía sau xoa gáy. Chờ một chút hơi lạnh tan đi, chàng lại viết tiếp. Nhưng chỉ được một phút, chàng lại thấy dường như có một sức mạnh vô hình nào đó bắt chàng phải quay lại sau lưng, vì hình như có ai đang đứng nhìn mình. Bấy giờ chàng mới nhớ ra những lời dặn của Thanh Tâm. Nhà này có ma, không ai dám mở, bỏ hoang đã 2 năm 8 tháng. Chàng không tin, chẳng lẽ giữa khu dân cư đông đúc này mà lại có căn nhà ma? Nhưng chắc chắn là có, ít ra là một điều bí mật nào đó trong căn nhà này, dù không phải là ma. Bởi nếu không thì hàng xóm đâu có kéo đến nhìn chàng bằng ánh mắt sợ sệt lúc chiều. Và nhất là Thanh Tâm, cô gái tỉnh lẻ hiền lành kia, đâu có phải tội nghiệp chàng mà tìm đến thông báo cho chàng biết trước. Nghĩ thế, Lộc nín thở quay phắt lại. Dĩ nhiên vẫn không có gì, vẫn bộ salon nằm im lìm, vẫn cái sập cụ và cái giường gỗ nặng nề, vẫn cái tủ đen với bát nhang lạnh lẽo trên nóc. Lộc nắm chặt bàn tay, đấm nhẹ xuống bàn và tự cười mình. Chàng nói, hóa ra mình bây giờ cũng sợ ma. Nhảm nhí, làm gì có ma. Chàng mỉm cười và tiếp tục viết. Nhưng rõ ràng sau lưng chàng lại có sự thôi thúc mãnh liệt, và bây giờ dường như có cả tiếng kêu nho nhỏ, toàn những âm thanh lạ lùng lắm, như tiếng người sắp chết đuối, kêu cứu từ rất xa, lẫn vào tiếng nước chảy của dòng sông cuồn cuộn. Rồi chỉ một phút sau, tiếng người, tiếng nước đều ngưng hẳn, để đổi sang loạt âm thanh rin rít như những móng tay ai đang cào mạnh trên sàn gỗ. Lộc quăng bút và bất ngờ quay phắt lại. Chàng nghĩ nếu có ma thì con ma sẽ không kịp biến hình, chàng sẽ nhìn thấy nó. Nhưng vẫn chẳng có gì. Chàng đứng dậy cầm cái đèn pin vừa mua, bật sáng, dọi quanh mọi góc ngách trong căn nhà. Rồi chàng mạnh dạn bước vào buồng ngủ và xuống tận nhà bếp. Trong nhà có ngọn đèn nào chàng bật lên hết. Rồi chàng trở lên nhà và cười khẩy tự trách. Chỉ lo vớ vẩn, ma với quỷ cái gì. Cái cô Thanh Tâm này lắm chuyện, tự dưng lại làm mình bị ám ảnh. Lộc tắt đèn pin, ngồi vào bàn viết. Ngoài sân chợt có tiếng mèo kêu vang lên giữa bóng đêm vắng lặng, như tiếng trẻ con khóc não nột. Một lúc rồi tất cả đều trở lại im bặt. Lộc cố xua đi mọi ý nghĩ hoang mang, tập trung vào ngòi bút và chỉ nghĩ đến gia đình ở Sài Gòn. Nhưng cái cảm giác rờn rợn vẫn lờn vờn trong trí Lộc, và sự thôi thúc sau lưng mới lúc nãy biến mất, bây giờ lại trở về vây hãm toàn thân chàng. Ngồi quay mặt vào vách, Lộc cảm thấy chắc sau lưng đang có người nhìn mình. Hay là quả thật có những hồn ma từ cõi âm hiện về, như lời mẹ chàng bảo. Hoặc là căn nhà này quả thật có ma, như lời Thanh Tâm kể. Hèn gì bà chủ nhà chiều nay đưa chàng lại đây đã có những cử chỉ giáo giác, như bỏ chạy
sau khi nhận tiền mà lúc đó chẳng không để ý. Còn đang ngẫm nghĩ thì lại nghe tiếng móng tay cào trên mặt gỗ từ từ lớn dần, rõ dần. Chàng cầm đèn pin bật lên rồi từ từ xoay người lại, quét một vạch sáng khắp phòng. Tim Lộc bỗng thắt lại và chàng kinh hãi muốn hét lên, vì rõ ràng cái hòm gỗ đen nằm ở sát vách tuy vẫn đóng chặt nhưng có mấy ngón tay trắng toát thò ra mấp máy ở gần ổ khóa, vùng vẫy như muốn đẩy tung nắp. Lộc rón rén đứng dậy tại chỗ, nín thở dụi mắt, rồi dọi đèn vào thẳng ổ khóa của cái hòm thì mấy ngón tay kia đã biến mất rồi. Tim chàng đập thình thịch. Như vậy nghĩa là làm sao? Cảnh tượng vừa rồi, mấy ngón tay từ trong hòm thò ra, chỉ là ảo giác hay quả thực có người nào đang nằm trong giương, cố gắng đẩy nắp giương để chui ra? Đắn đo một chút, Lộc lấy lại bình tĩnh, từ từ tiến lại. Đèn pin vẫn bật sáng chiếu thẳng vào cái hòm kỳ bí. Khi còn cách cái hòm khoảng một thước, chàng dừng lại, cầm cái cán chổi chọc mạnh vào ổ khóa. Ổ khóa tuy chưa bóp lại nhưng móc vào khuy, rõ ràng nắp giương đóng chặt, không thể nào thò bàn tay lọt ra ngoài được. Nghĩa là cảnh tượng vừa rồi chỉ là tưởng tượng do trí óc sợ hãi sinh ra mà thôi. Chàng đứng yên suy nghĩ, hay là trong cái hòm này có người chết đã lâu, bây giờ chỉ còn bộ xương khô. Chàng lấy cán chổi gõ gõ mấy cái trên mặt hòm, rồi nín thở bước thêm lại vài bước nữa tới gần. Chàng len lén ngồi xuống, hồi hộp tháo ổ khóa ra. Tháo xong, chàng lại lùi lại đứng yên vài giây, rồi gồng mình lấy hết can đảm mở bật nắp hòm lên. Tiếng bản lề lâu ngày han gì kêu kèn kẹt, nắp hòm bật tung lên. Không có gì trong đó, chiếc hòm trống rỗng, lộ ra lớp gỗ mộc để nguyên, không sơn phết. Chàng thở mạnh kết luận, mấy ngón tay thò ra lúc nãy chỉ là ảo giác chứ không có thật. Nhưng lạ một điều là khi nắp hòm vừa bật lên thì một luồng hơi lạnh, lạnh buốt toát ra phà vào mặt chàng, khiến chàng phải bước lùi lại. Đồng thời bao nhiêu bóng đèn trong nhà đều phụt tắt, và con mèo đen từ nóc tủ lao vút xuống phía chàng, kêu thét lên trước khi biến mất vào gầm giường. Lộc đứng tim muốn ngất xỉu, cả căn nhà ngập trong bóng tối. May mà còn ngọn đèn pin le lói chiếu thẳng vào đáy hòm. Lộc nhìn kỹ từng khớp cạnh, rồi vói tay đậy nắp hòm lại. Lập tức đèn trong nhà lại sáng lên như cũ. Đầu óc vốn nặng tính khoa học mà giờ này trước những hiện tượng không giải thích nổi, Lộc đành phải ngờ ngợ tin rằng quả thực căn nhà này có ma. Ngày mai chàng sẽ hỏi thăm cô Thanh Tâm, tìm gặp nàng và năn nỉ nàng kể cho nghe đầu đuôi những gì đã xảy ra trong ngôi nhà kỳ bí này. Chàng đoán là cô Thanh Tâm biết rõ, hoặc ít ra nàng có nghe người ta kể lại, và chàng lấy làm tiếc. Đáng lẽ chiều nay chàng đã phải hỏi rồi, nhưng bởi bản tính ương ngạnh không tin chuyện ma, nên khi nghe Thanh Tâm nói, chàng chỉ cười khẩy tỏ ý khinh bỉ. Chàng cầm đèn pin ra sau bếp tìm một ly nước vì cổ họng đang khát khô như người lên cơn sốt. Rồi chàng lại lên nhà, trở lại bàn viết. Ngang qua cái hòm đen, chàng dừng lại một chút và toan mở thử lần thứ hai xem các ngọn đèn trong nhà có phụt tắt nữa hay không. Nhưng chàng lưỡng lự đăm đăm nhìn, rồi lại ngần ngại và bỏ sang bàn viết. Lộc vén tay áo nhìn đồng hồ, đã quá nửa đêm. Không gian hoàn toàn vắng lặng, không một tiếng bước chân ngoài đường. Tiếng radio vang vọng lúc nãy từ một căn nhà xa xăm nào đó giờ này cũng im bặt, chỉ có tiếng gió thổi xào xạc qua những khóm lá quanh nhà, từng cơn phần phật như vũ bão, rồi lại nhẹ hẳn đi, rì rào như tiếng sóng vỗ êm đềm. Lộc cầm bút lên
viết nốt lá thư dang dở. Nhưng chỉ được mấy phút, sau lưng chàng dường như lại thấy một luồng hơi giá buốt thổi vào ót, làm chàng dựng tóc gáy lên. Và tiếng móng tay cào trên sàn gỗ nghe rõ mồn một. Lộc quay phát lại, nhìn ngay cái hòm đen, và chàng giật thót người đánh rơi cái bút xuống đất. Rõ ràng cái nắp hòm vừa kênh lên một chút, và vẫn cái bàn tay trắng xanh thò ra, mấy ngón tay ngo ngoe như vẫy gọi chàng lại gần. Chàng dụi mắt nhìn lại cho kỹ thì bàn tay không còn nữa. Chàng thốt nhớ đến câu chuyện đã đọc trong sách của Thế Lữ. Một người âm mưu giết bạn mình để lấy gia tài. Bạn chưa chết nhưng nhất định ấn vào hòm, đóng đinh lại. Người bên trong vùng vẫy, bật được nắp hòm lên, chui ra giết lại người bạn phản phúc, rồi bỏ vào chính cái hòm đó. Lộc choáng váng liên tưởng đến cái hòm sau lưng mình, và chợt hình dung ra một cảnh giết người tương tự như vậy. Biết đâu cái hòm kia sau lưng chàng chẳng từng đựng xác ai trong đó, và oan hồn đêm nay hiện ra với chàng như đã từng hiện ra với nhiều người trước đây, khiến không ai dám ở trong căn nhà này. Nếu đúng như thế thì ngày mai chàng sẽ phải quăng bỏ cái dương, hoặc tốt nhất là đem đốt đi. Với người Phật giáo thì cúng kiếng cho oan hồn siêu thoát, còn chàng theo đạo Thiên Chúa thì sẽ xin lễ nhà thờ, cầu cho linh hồn người đã khuất, đồng thời đón một linh mục đến dạy nước thánh để làm phép căn nhà này trừ tà. Bất giác Lộc thò tay vào túi và chợt hối hận đã không đem theo cỗ tràng hạt có tượng thánh giá để treo lên trần. Lộc nhặt cây bút lên định viết tiếp nhưng không viết nổi. Trí óc chàng bây giờ hoàn toàn bị chi phối bởi cái hòm với những ngón tay thò qua khe vẫy gọi chàng. Chàng có cảm tưởng hễ mình quay lại nhìn thì bàn tay sẽ biến mất, nhưng hễ chàng xoay lưng đi thì mấy ngón tay kia lại thò ra. Chàng đứng bật dậy tính xem nên làm gì. Để cái hòm lù lù trong nhà đêm nay thì chàng sẽ không thể nào ngủ nổi. Hay là lôi nó ra quăng ngoài sân, hoặc giản tiện hơn là lấy cái mền trùm lên, coi như không có nó trong căn nhà này. Giờ này thì chàng tin chắc cái hòm mờ ám kia phải liên quan đến một cái chết thảm khốc. Chàng đứng tần ngần một lúc rồi vào buồng ngủ lôi ra cái chăn dày ở đuôi giường, mở tung đem ra phủ kín lên cái hòm để chuẩn bị đi ngủ vì đêm đã quá khuya. Làm xong, chàng để nguyên mọi ngọn đèn sáng trong nhà và mặc nguyên quần áo lên giường buông mồng xuống. Nằm trong buồng cách một bức vách, chàng không còn nhìn thấy cái hòm nữa. Nhưng vừa nhắm mắt được mấy phút thì ở nhà ngoài tiếng móng tay cào trên sàn gỗ lại vang lên nho nhỏ, rồi cứ thế mà lớn dần, làm chàng run lên bần bật. Chàng mường tượng ra cái cảnh rùng rợn một người nào đó còn sống bị nhét vào cái hòm này, những ngón tay vẫy vùng cào cấu chung quanh để thoát ra mà thoát không nổi, đành chết ngộp trong đó. Nhớ lời mẹ dặn, chàng ngồi dậy đọc kinh và tự an ủi bằng lời nhận xét của mẹ chàng có lần bảo: "Ba chỉ làm người ta sợ, nhưng không giết được người ta." Chưa bao giờ trong đời Lộc mong trời sáng đến thế. Thời gian trôi quá chậm, còn đến mấy tiếng đồng hồ nữa bình minh mới ló dạng. Đọc kinh xong, chàng an tâm nằm xuống và nhắm mắt, quay mặt vào vách, lắng tai nghe ngóng. Tức thì tiếng móng tay cào gỗ lại nổi lên. Lộc ngồi bật dậy, không dám nằm nữa. Chàng để ý thấy, hễ chàng nhắm mắt để ngủ thì oan hồn sẽ đánh thức chàng dậy. Như vậy chỉ còn một cách duy nhất là chàng ngồi thức trắng đêm, can đảm nhìn thẳng vào cái hòm thì hồn ma mới không hiện hình. Chàng biết trước sáng mai vào nhà thương sẽ mệt nhừ, vừa khám bệnh vừa ngủ gật. Tính toán một lúc, chàng bước xuống giường, cầm đèn pin ra phòng khách. Chàng đứng nhìn cái hòm đăm đăm rồi quyết định lôi nó bỏ ra sân. Chàng khom người cúi xuống, kéo tấm mền quăng lên salon, rồi quay lại nắm cái quai ở một đầu dương để lôi ra cửa. Nhưng chàng không ngờ cái hòm rỗng,
mà nặng đến như thế, dường như có một sức mạnh nào kéo ghì lại. Chàng cố lôi đi, và chỉ mới nhích được một chút thì cái quai sắt cũ kỹ bật tung ra, làm chàng té ngửa trên sàn nhà. Chàng không bỏ cuộc, quay sang đầu bên kia, nắm cái quai còn lại, kéo lê chiếc hòm trên sàn xi măng, kêu lên rin rít như ai oán. Thì hục đến hơn nửa giờ, toàn thân mệt nhoài, Lộc mới đưa được cái dương ra ngoài, đặt trên hiên. Trời khuya thấm lạnh hơi sương, gió bất chợt thổi mạnh, rít lên trong các tàn cây rậm rạp. Con đường trước mặt không một bóng người hay xe cộ qua lại. Lộc bước nhanh vào nhà và khép cửa, cài then hai lớp cẩn thận. Đôi mắt cay cay, chàng đưa tay che miệng ngáp và lững thững vào buồng ngủ. Mọi ngọn đèn vẫn để nguyên không dám tắt. Nhìn đồng hồ đã hơn 2 giờ sáng. Lộc chui vào mùng và an tâm nhắm mắt lại. Chàng đưa tay làm dấu thanh giá, cố gắng ngủ một vài tiếng cho đỡ mệt, vì sáng mai là ngày đầu nhận việc. Nhưng bỗng chàng giật bắn người ngồi bật dậy. Ngoài nhà, tiếng cánh cửa vừa từ từ mở, kêu ken két những âm thanh khô khan của chiếc bàn lề lâu ngày khô dầu mỡ. Rõ ràng Lộc đã khép chặt, cài cả hai then ngang, không ai có thể thò tay vào mà mở cửa ra được. Chẳng lẽ cái cánh cửa nặng nề ấy tự động mở? Chàng ngồi bất động trong mùng không dám bước xuống, mắt mở trừng trừng, lắng tai nghe ngóng. Im lặng một chút, rồi tiếng móng tay cào gỗ lại trở về rất gần, như ngay bên tai Lộc. Mồ hôi Lộc vã ra như tắm. Khá lâu chàng mới vớ cái đèn pin, rón rén chui khỏi mùng, vịn một bàn tay vào vách và từ từ thò đầu ngó ra phòng khách. Chàng buột miệng kinh hãi kêu lên: lạy Chúa tôi! Chàng thấy cánh cửa chính mở toang và chiếc hòm đã nằm lù lù ngay giữa nhà. Chàng lặng người đứng chết cứng tại chỗ, mắt mở trừng trừng như sắp lạc thần. Tiếng móng tay cào gỗ đã im bặt, nhưng một luồng gió lạnh thổi hắt vào làm chàng rùng mình như kẻ cô đơn lạc vào nghĩa địa một mình giữa nửa khuya, để thấy chung quanh toàn là tử khí. Chàng đứng nhìn cái hòm đen một lúc, rồi men theo bức tường đi ra khép cửa lại. Rồi chàng lôi cái hòm đặt lại vị trí cũ, bởi giờ này thì chàng phải tin rằng oan hồn trong chiếc hòm kia không muốn ra khỏi căn nhà này. Trong lúc tuyệt vọng, chàng nhìn lên nắp tủ, hy vọng tìm được một cây nhang còn sót lại, thắp lên để tỏ nỗi lòng thành đối với người khuất mặt, như bạn bè chàng thường nói mà trước đây chàng chưa bao giờ tin. Bát nhang lạnh ngắt, chắc đã vài năm không ai thắp. Mạng nhện răng dày đặc, cái tủ khá cao. Chàng kéo cái ghế lại và đứng lên, hy vọng trên nóc tủ còn sót cây nhang nguyên vẹn nào chăng. Nhưng nhang không có, không có gì cả ngoại trừ một cái khung hình lật úp, bụi phủ dày cộm. Chàng tò mò cầm lên, lật ngửa và thổi lớp bụi đóng trên mặt kính. Rồi chàng bật đèn pin để xem cho rõ mặt người trong bức hình trắng đen ấy. Chàng thảng thốt kêu lên một tiếng hãi hùng, rồi mất thăng bằng lạng quạng từ trên ghế té xuống đất. Trong hình chính là cô gái chàng gặp hồi chiều trước cửa nhà. Dưới tấm hình còn ghi rõ hàng chữ: Nguyễn Thị Thanh Tâm, sinh năm 1951, chết năm 1970. Ngồi tựa lưng vào vách một lúc khá lâu để thở, Lộc mới lấy lại phần nào sự điềm tĩnh, lồm cồm đứng dậy. Mồ hôi toát ra đầm đìa trên trán và hai bên thái dương. Chàng cầm khung hình người quá cố, lấy rẻ lau sạch, rồi dựng ngay ngắn trên nóc tủ. Chàng quỳ xuống khoanh tay đọc kinh, xin Chúa cho linh hồn Thanh Tâm về cõi vĩnh cửu. Nỗi kinh sợ trong lòng giảm hẳn đi. Bây giờ thì chàng biết Thanh Tâm chết oan, hồn còn phảng phất trong căn nhà này, nên hiện về để báo cho chàng biết. Chàng xót xa nhớ lại hình ảnh Thanh Tâm chiều nay đã đến với chàng,
nét đẹp hồn nhiên như thiên thần, mà có ngờ đâu lại gặp thảm họa ở tuổi 19. Chàng sắp xếp mọi chi tiết đã xảy ra từ tối đến giờ và đoán chắc Thanh Tâm đã bị nhét vô cái hòm oan nghiệt kia để chôn sống. Nàng đã vẫy vùng nhưng không thoát khỏi sức mạnh của kẻ sát nhân. Nghĩ thế, Lộc đứng bật dậy làm dấu thánh giá, rồi chạy lại mở nắp hòm lên, bật đèn pin dọi thật kỹ từng góc cạnh. Quả nhiên, chàng nhận ra những vết máu còn khá rõ, in hẳn trên lớp gỗ mộc, không sơn vết phía trong dương. Những vết máu ấy hoặc vừa mới xuất hiện cho chàng thấy, hoặc vốn đã nằm ở đó mà lúc nãy khi mở hòm lần đầu, chàng không để ý. Chàng thở dài, đậy nắp hòm, ngước nhìn lên bức hình trắng đen một lần nữa và thì thầm: Cô Thanh Tâm ơi, xin hãy an nghỉ, đừng về nữa. Tôi đã hiểu rõ nỗi oan khuất của cô. Thôi, giã từ cô Thanh Tâm nhé. Rồi chàng bỏ vào buồng ngủ. Và quả nhiên từ đó cho đến sáng, cảnh vật hoàn toàn bình lặng, không còn tiếng động nào đánh thức chàng trong đêm u tịch. Bác sĩ Vũ Xuân Lộc kể đến đây thì dừng lại, ánh mắt không giấu được niềm xúc động. Tôi sốt ruột hỏi dồn: Thế rồi sao? Anh ở luôn tại căn nhà đó hay là bỏ đi? Cô Thanh Tâm có lần nào hiện về với anh nữa hay không? Bác sĩ Lộc không trả lời tôi vội. Ông thủng thẳng đứng dậy, lạng quạng tiến lại quầy lấy thêm cà phê. Bên ngoài mưa vẫn rơi nặng hạt, mặt nước mênh mông nổi sóng cuồn cuộn, bát ngát một màu xanh thẫm, không nhìn thấy bến bờ. Tôi nhìn đồng hồ thấy còn khoảng hơn một tiếng nữa thì cập bến. Chuyến hải hành bỗng dưng nhờ câu chuyện của bác sĩ Lộc mà thu ngắn hẳn lại. Lộc bưng tách cà phê men theo những dãy ghế, cố giữ thăng bằng vì tàu đang lắc lư. Nhìn ông, tôi hình dung lại hai mươi mấy năm trước khi câu chuyện xảy ra. Ông còn là một bác sĩ trẻ trung, hăm hở lao vào đời bằng bầu nhiệt huyết và lý tưởng của vị lương y trong một xã hội nghèo khổ vì chiến tranh. Bây giờ ngồi bên tôi, tuy ông vẫn còn giữ được cái nét lôi cuốn rất đàn ông, nhưng tóc đã ngả hai màu và ánh mắt không giấu nổi những ưu tư của thăng trầm thời thế. Ông uống húp cà phê, thở dài trông ra biển. Tôi sợ không kịp giờ, vì tôi biết hễ lên tới bờ là tôi phải chia tay ông, bởi có người đang chờ để đón tôi về nhà. Cho nên tôi vội giục: Rồi sau đó ra làm sao? Hồn cô Thanh Tâm có hiện về với anh lần nào nữa không, anh Lộc? Ông cười buồn, uống thêm húp cà phê, rồi trở lại câu chuyện bằng một giọng ngậm ngùi hơn. Tôi xin ghi tiếp để hầu bạn đọc. Trở lại đêm hôm đó, qua mấy tiếng đồng hồ ngủ bình an trong căn nhà, Lộc choàng mắt dậy thì bên ngoài trời đã lên cao, nắng rọi chan hòa qua các khe hở. Lộc ngồi lên dụi mắt và mấy giây sau mới nhớ lại trọn vẹn câu chuyện đêm hôm qua. Chàng lao vội xuống đất. Việc đầu tiên là chàng chạy ra phòng khách, nhìn lên bức hình chụp cô Thanh Tâm trên nóc tủ. Người như thế kia sao lại chết quá sớm? Lộc bùi ngồi lắc đầu thở dài, rồi quay lại nhìn chiếc hòm đen kê sát vách, từng hành hạ chàng suốt đêm qua. Sực nhớ ra sáng nay phải trình diện nhận nhiệm sở, Lộc tạm gác chuyện nhà, ra sau đánh răng rửa mặt để chuẩn bị đến bệnh viện. Thay quần áo xong, Lộc bước ra thềm, toan khóa cửa thì chàng giật mình, thấy cả chục người đứng lố nhố thập thò ngoài đường, nhìn chàng soi mói. Ai cũng có vẻ ngạc nhiên, và dường như là thất vọng, vì sau một đêm trong căn nhà ma, mà thấy chàng vẫn còn nguyên vẹn, không sứt mẻ gì cả. Chàng khóa cửa rồi quay lại nhìn họ và mỉm cười. Lập tức họ tản mát ra hết, nhất là khi chàng bước xuống sân để ra đường. Bà hàng xóm đứng dưới giàn mướp há mồm nhìn chàng ngơ ngác. Đêm qua cả nhà bà nằm yên hồi hộp lắng nghe, mà tuyệt nhiên không thấy biến cố nào từ nhà Lộc đánh thức bà dậy như người ta đồn đãi. Mà chẳng phải người ta đồn đãi, chính mắt bà đã chứng kiến vài người thuê nhà trước đây hoặc tung cửa bỏ chạy giữa đêm khuya, hoặc sáng sớm đã phờ phạc dọn đồ đạc và ra đi vĩnh viễn. Chỉ có mình Lộc là thản nhiên như không, lại còn mỉm cười gật đầu chào bà nữa. Bà tò mò hỏi: Cậu ba, hồi hôm ngủ được không cậu ba?
Lộc biết bà đang theo dõi mình nên điềm tĩnh đáp: "Dạ được chứ bác." Bà không biết nói gì nữa, chỉ trố mắt nhìn Lộc ngạc nhiên. Hay là căn nhà ấy không còn là nhà ma nữa? Nếu thế thì bà tiếc lắm, bởi vì chủ nhân đã gạ bán rất rẻ cho bà mà bà không dám mua. Lộc đến bệnh viện lúc gần 10 giờ, chàng vào trình diện bác sĩ giám đốc mà đầu vẫn còn mang nặng hình ảnh cô gái bạc mệnh. Rất may, chàng được bác sĩ giám đốc cho nghỉ thêm một ngày để thu xếp chỗ ăn chỗ ở. Để bù lại thì đêm mai chàng sẽ phải trực bệnh viện đêm đầu tiên thay cho một đồng nghiệp xin nghỉ bất ngờ vì gia đình ở Sài Gòn có chuyện khẩn cấp. Lộc cảm ơn rồi vội vã ra phố. Chàng không về nhà mà chạy ngay lại tìm bà chủ nhà có tiệm bán vải ngoài thị xã. Bà tuổi ngoài 50, buôn bán lâu năm, quen biết gần hết bạn hàng ngoài chợ. Người ta theo thói quen lấy tên tiệm để đặt tên cho chủ nhân, cho nên ai cũng gọi bà là bà Kiến An, tức là chính quán của vợ chồng bà trước khi di cư. Vì là người Bắc lọt vào chung sống giữa khu sinh hoạt toàn dân địa phương, cho nên lúc nào bà cũng phải tỏ ra vồn vã với người chung quanh. Chồng bà ngày trước là sĩ quan tiếp liệu phục vụ ngay trong tiểu khu, mới giải ngũ được 2 năm, về phụ với vợ con, đi giao hàng xuống các chợ quận. Nói chung thì đó là một gia đình thành công về mặt kinh tế. Buổi sáng hôm ấy, tiệm vải chưa có khách, bà Kiến An đang ngồi ở chiếc bàn nhỏ sát vách bên trong, trước mâm bánh hỏi thịt quay và ly sữa đậu này, thì Lộc lừng lững đi vào. Hôm qua, từ bến xe đỏ, chàng có theo bà đến đây, nhưng chỉ đứng ở ngoài chờ bà vào lấy chìa khóa, rồi cùng bà đến căn nhà cũ. Vừa gắp miếng thịt quay, chưa kịp đưa lên miệng, thì thấy Lộc xuất hiện. Bà Kiến An sợ quá, mặt tái nhợt, quăng vội đôi đũa và đứng bật dậy chờ đợi. Bà yên chí là Lộc đến để chửi bà, vì trước khi cho thuê, bà đã không nói cho Lộc biết căn nhà có ma. Kinh nghiệm này bà đã trải qua đến 3 lần. Người mướn chỉ ở được một đêm, rồi đòi lại tiền và bỏ đi. Huống chi dân tỉnh lẻ, vốn nể người học thức, biết Lộc là bác sĩ, bà lại càng sợ hơn. Nhưng trái với dự đoán của bà, Lộc tiến thẳng vào tự tiện kéo ghế ngồi đối diện, rồi mệt mỏi hỏi: "Cô Thanh Tâm là gì của bà?" Bà Kiến An há hốc mồm nhìn Lộc, khá lâu mới ú ớ hỏi lại: Làm sao bác sĩ biết nó?" Lộc nhắc lại bằng giọng lạnh lùng hơn: "Tôi hỏi bà, cô Thanh Tâm là gì của bà?" Bấy giờ bà Kiến An mới bật khóc và nói: "Dạ, nó là con gái đầu lòng của vợ chồng tôi. Nó chết rồi bác sĩ ơi, chết thảm lắm. Cái quân sát nhân nó nhét con gái tôi vào hòm, nó định đưa đi thủ tiêu. Nhưng mà con gái tôi nó còn sống, trời ơi, nó tỉnh dậy trong hòm, nó giãy giụa vùng vẫy, chúng nó lấy búa đập cho vỡ đầu, khổ thân con tôi." Ngừng một chút rồi bà lại nức nở tiếp: "Bác sĩ ơi, hôm ấy trời mưa to, cả nhà tôi đi vắng, hai thằng chúng nó rình từ lâu mà chúng tôi không biết. Đợi cả nhà đi vắng mà trời lại mưa, chúng nó mới lẻn vào ăn trộm. Trời xui đất khiến, giữa lúc ấy thì cháu Tâm nó ngoài chợ nó về, thế là chúng nó túm ngay đây." Lộc đưa tay ngăn lời bà rồi nhắm mắt lại và thở dài. Chàng không muốn nghe nữa, bi thảm quá. Mọi phỏng đoán của chàng đều đúng cả. Diễn tiến cái chết của Thanh Tâm, chàng sẽ tìm hiểu sau. Vấn đề là phải giải quyết ngay bây giờ, là làm sao để linh hồn người quá cố được an nghỉ, không trở về nữa. Chàng mủi lòng nhìn bà Kiến An thương cảm. Ngay từ lúc bước vào, chàng đã ngờ ngợ đoán là bà có liên hệ ruột thịt với Thanh Tâm, bởi Thanh Tâm có khuôn mặt giống bà lắm. Gần 3 năm nay, bà đã khóc nhiều, nước mắt tưởng đã khô cạn, mà hôm nay lại phải trào ra vì câu hỏi gợi nhớ của Lộc. Chàng mủi lòng nói nhỏ: "Vâng, tội nghiệp cô ấy xinh đẹp thế mà lại yểu mệnh." Bà Kiến An nâng vạt áo thấm hai bên mắt, rồi mở to mắt ngạc nhiên hỏi Lộc: "Nhưng mà làm sao bác sĩ biết nó?" "Vâng, con bé xinh xắn phúc hậu lắm mà trời trá thương. Chắc có ai kể cho bác sĩ nghe phải không?"
Lộc chưa kịp đáp thì bà quay vào gọi lớn. Liên, dọn mâm xuống, lấy cho bà bình trà, nhanh lên. Lộc vội cản lại. Mời mời bà cứ tự nhiên, bà cứ tự nhiên thì bà vừa ăn sáng vừa nói chuyện với tôi cũng được. Bà Kiến An đai hai bàn tay vào nhau và từ tốn nói. Không dám, hay là để tôi mời bác sĩ ăn quà luôn thể nhé. Lộc xua tay đáp. Cảm ơn bà, không dám làm phiền bà. Chàng vừa dứt câu thì cô người làm từ căn buồng nhỏ ra dọn bàn, đồng thời đặt khay trà nóng, rót ra hai cái tách nhỏ. Chàng đỡ một ly từ tay bà Kiến An, rồi trở lại câu chuyện cũ. Chàng bồi ngồi nói, chẳng có ai kể với tôi cả. Chính bà còn không kể thì huống chi là người ngoài. Nhưng mà sở dĩ tôi biết cô Thanh Tâm là vì đêm hôm qua tôi gặp cô ấy. Bà Kiến An ngồi tựa ra thành ghế, đôi mắt nhìn xa xăm, rồi dòng lệ lại từ từ chảy xuống. Chuyện này với bà không có gì lạ. Con bà đã hiện về với nhiều người, và người nào cũng phải bỏ căn nhà ấy. Bà sụt sùi nói, con tôi chết oan, hồn chưa siêu thoát được. Lộc điềm tĩnh bảo, bà, tôi thì tôi vốn không có tin chuyện hồn ma hiện về. Mãi đến đêm hôm qua thì tôi đành phải tin. Nhưng tôi hy vọng từ nay con bà sẽ không về nữa đâu. Bà Kiến An lại thêm một lần ngạc nhiên về câu nói của Lộc. Bà hỏi lại, Bác sĩ bảo sao cơ ạ? Con tôi từ nay không về nữa. Sao bác sĩ biết? Lộc chậm rãi giải thích. Tôi cũng chỉ đoán thế thôi. Là vì đêm qua đó, tôi đã thử và thấy có kết quả. Tôi đề nghị thế này nhé. Bà với tôi đó, đem chôn bỏ cái hòm đó đi. Tại sao đã hơn 2 năm nay mà bà vẫn còn giữ cái hòm ấy để làm gì? Bà Kiến An ngắt lời. Thưa là tại vì dạo ấy cảnh sát đòi giữ cái hòm lại để làm tang vật. Rồi nhà tôi cứ để đấy, mấy lần định đem đi đốt rồi mà chả hiểu sao lại cứ quên. Lộc tiếp tục ý kiến của mình. Chàng nói, vâng, bỏ đi là phải, nhưng mà không nên đốt, mà nên đem chôn. Hôm qua tôi tìm thấy bức hình của cô Thanh Tâm bị lật úp trên nóc tủ. Tôi đã lau sạch và dựng lại đàng hoàng rồi. Không có nhang đèn gì cả, nhưng tôi đọc kinh cầu cho linh hồn cô ấy, thì quả nhiên từ đó cô ấy không về nữa. Bà theo đạo Phật thì bà nên đón thầy đến cúng cho cô ấy. Còn tôi là người Công giáo, tôi sẽ xin lễ nhà thờ cầu cho cô ấy được an nghỉ. Xong rồi đó thì tôi sẽ ở lại căn nhà của bà. Bà Kiến An cảm động quá, òa lên khóc, rồi đứng dậy bước sang níu lấy vai Lộc. Vâng, tôi cũng biết nói lời gì đội ơn bác sĩ có lòng đối với con tôi. Vâng, bác sĩ dạy thế nào thì tôi xin vâng theo thế đấy. Bác sĩ chờ một lát, tôi bảo nó gọi nhà tôi. Ông mới ra chợ ăn hủ tiếu. Để tôi cho người đi gọi ngay. Hôm nay chắc tôi đóng cửa tiệm để lo việc cho cháu Thanh Tâm, chăm sự nhờ bác sĩ cả. Dứt lời, bà gọi người làm bảo chạy ngay ra chợ. Còn bà thì lên lầu thay áo dài, chuẩn bị đám tang lần thứ 2 cho con gái. Qua một ngày bận rộn trăm việc, Lộc chờ đêm đến và quả nhiên căn nhà trở lại bình thường, không còn tiếng động nào nữa. Thậm chí con mèo đen đêm hôm qua 2-3 lần xuất hiện, tối nay cũng biến mất hẳn, không quấy rầy Lộc. Bà Kiến An đem bức hình Thanh Tâm về lập bàn thờ, cúng kiến cho con. Còn Lộc thì đến nhà thờ xin tượng thánh giá treo lên nóc tủ. Hàng xóm chung quanh nhìn Lộc hết sức cảm phục, kéo nhau đi theo đám tang chôn cái hòm rỗng, cả mấy chục người. Đêm hôm sau, Lộc có ca trực đầu tiên tại bệnh viện. Chàng thấy lòng mình thanh thản vì vừa giải quyết xong được một câu chuyện khúc mắc đã mấy năm ở thị xã này, giúp cho ông bà Kiến An đỡ tủi thân, mà vong linh cô Thanh Tâm cũng được yên ổn bên kia thế giới. Chàng đi một vòng bệnh viện, qua các khu điều trị chuyên môn, đọc báo cáo của y tá chữa một vài bệnh nhân khẩn cấp, rồi trở về phòng trực ngồi viết lá thư cho mẹ. Bây giờ thì chàng rất cảm phục mẹ mình. Chàng sẽ kể tỉ mỉ câu chuyện căn nhà ma mà chàng đang ở để xác nhận với mẹ rằng mẹ chàng nói đúng. Quả thực dương gian
có sự hiện hữu của người từ cõi âm. Chàng coi đây là một kinh nghiệm hiếm có mà chắc sẽ chẳng bao giờ tái diễn lần thứ hai trong đời. Gần nửa đêm, khuôn viên bệnh viện bắt đầu lắng đọng. Người vào thăm nuôi đã đến giờ ra về hết. Chàng nhờ nhân viên xuống câu lạc bộ mua cho chàng ly cà phê. Trong khi chờ đợi, chàng mở tờ báo cũ cách đây gần 3 năm mà ông bà Kiến An vẫn còn giữ kỹ trong tủ. Bởi tờ báo ấy có đăng bản tin ngắn về cái chết của Thanh Tâm. Án mạng rùng rợn, cướp của giết người. Nạn nhân là một thiếu nữ 19 tuổi. Báo chí Việt Nam thì thường chỉ làm được một chức năng là thông tin thôi, chứ ít có trường hợp người ký giả hay phóng viên tự nguyện lao vào những cuộc điều tra rắc rối mà đôi khi đạt được hiệu quả hơn cả cảnh sát, như báo chí bên Mỹ. Lộc đọc lướt qua bản tin rồi chăm chú nhìn lại bức hình Thanh Tâm in khá lớn bên cạnh. Vẫn là bức hình trên nóc tủ mà hôm qua chàng đã trao cho ông bà Kiến An đem về nhà lập bàn thờ. Lòng chàng lại nao nao, dâng lên một niềm xúc động khôn nguôi. Chàng gấp tờ báo cất vào cặp để trả lại cho ông bà Kiến An. Rồi chàng lấy giấy bút trong ngăn bàn ra viết. Mẹ chàng chắc sẽ rất ngạc nhiên vì lần đầu tiên thằng con bướng bỉnh như Lộc mà đành phải tin là có ma. Nghĩ đến đây, bỗng dưng Lộc mỉm cười, ngừng bút, nâng ly cà phê uống một hớp lớn, rồi đứng dậy bước ra hành lang. Đã quá nửa đêm, sân bệnh viện không còn một bóng người, chỉ có những ngọn đèn vàng hiu hắt trong không gian mờ mờ hơi sương. Chàng đứng một lúc cho thoáng khí rồi quay vào phòng ngồi viết tiếp. Bỗng có tiếng gõ cửa, chàng ngẩng lên nhướng mắt nhìn ra, nhưng không nhận rõ mặt cô y tá mặc áo blues trắng đang đứng ngoài hành lang mở tối. Cô lên tiếng: "Xin lỗi bác sĩ." Lộc dịu dàng nói: "Không sao, cô cứ vào đi, có việc gì đấy cô?" Cô y tá bước hẳn vào trong nhưng đứng sát khung cửa, dáng điệu rụt rè, có lẽ vì lần đầu tiên gặp Lộc. Ở bệnh viện nào thì lâu lâu cũng vẫn có những ông bác sĩ rất khó tính, mà nhân viên cũng như bệnh nhân đều sợ. Lộc thoải mái nhắc lại: "Có việc gì đấy cô?" Vừa nói, chàng vừa chăm chú quan sát. Cô y tá còn trẻ lắm, nhưng nét mặt có vẻ xanh xao mệt mỏi, như thiếu ngủ lâu ngày, hoặc có lẽ vì cô chuyên làm ca đêm. Cô nói: "Thưa bác sĩ, bên cô nội khoa có bệnh nhân vừa mới chết, xin bác sĩ xuống chứng nhận để chuyển qua nhà xác." Lộc gấp vội tờ giấy và đứng dậy: "Vâng, tôi xuống ngay." Chàng mở hộc tủ, cất hết giấy bút vào. Cô y tá nói thêm: "Thưa bác sĩ, khu nội khoa, dãy A, giường số 37. Dứt lời, cô quay đi và bước nhanh theo hành lang. Lộc nâng ly cà phê uống cạn rồi cũng tất tả ra cửa. Chàng định hỏi thăm cô y tá vài chuyện về sinh hoạt trong bệnh viện, nhưng cái dáng cao gầy của cô thoăn thoắt bước đi, mới thoáng đó mà đã xa hẳn Lộc, rồi rẽ sang dãy nhà bên tay phải. Lộc vào đến dãy A khu nội khoa, đã thấy ở giường số 37 lố nhố dăm ba người đứng vây quanh, gồm y tá và bệnh nhân hiếu kỳ bên cạnh. Thấy chàng, họ xích ra để nhường lối. Người chết đã được phủ một tấm khăn trắng kín từ đầu đến chân. Lộc lại gần, cúi xuống lật tấm vải ra để khám nghiệm lần chót. Nhưng vừa nhìn thấy mặt người chết, chàng bật lùi lại một bước, đứng sững và suýt kêu lên thành tiếng. Vì cái người nằm chết trên giường số 37 đó chính là cô thiếu nữ mặc đồ y tá vừa sang tận văn phòng gọi chàng.